Lisa Phạm đấy đấy, hỏi mấy con súc vật, mấy thằng súc vật đấy thì nó sẽ nói là bọn ấy làm chứng đấy, nó tức là chúng nó đã làm sai lệch cái vấn đề lịch sử, sai lệch cái vấn đề hiện trạng, kể cả cái vấn đề về À, Philippines cũng nhà nó là cái gia đình cách mạng nổi tiếng, mà nó làm cái nghề này ấy, cái nghề phản động đấy là hắn đi buôn lậu, hắn bị bắt rồi là mất, nó cay cú quá không làm gì được, rồi chán đời đi vào cái con đường này. Còn cái thằng Quang Ai thầy thích làm cán bộ, làm không được rồi cũng đi theo cái con đường này. Mà cái đúng ông rồi. Ngụ Huê Hà Vũ đấy là cái thằng ăn cướp cơm người dân Việt Nam là như nào. Trước đây ấy, là nhà nó cũng là cách mạng truyền thống, người ta cho nó đi sang nước ngoài đi học để cái lấy kiến thức về Việt Nam, nhưng mà nó sang đấy đi Vâng. đi làm phản động, nó về nó xong nó bảo là năm 2016 17 là tôi chỉ dắt các ông về, nó nói những cái kiểu mà tôi dắt các ông đi ăn cơm ấy, nói dễ thật đấy, mà mày chưa bay mày rớt đầu thì bố láo. Nó nói là nào, cái khi mà mưa bão đấy em có thấy nói là anh yêu cây xanh, anh ra anh ôm cây xanh không, anh yêu Đúng cá rồi. chụt hết quần đó, anh vẻ cá ra đúng không, anh yêu Đúng lắm, anh rồi. khóc cá. Mà Trước đến kia cái thì em cũng mà bão đấy đổ cây xanh ấy, chị làm cái clip chị bảo ô dân oan với lại dân chủ đi đâu hết rồi, cây xanh cái đổ không là thấy liền, đâu. không thấy mang phân ra đốn mà không mang cơm ra đút cho cây xanh. Thế thì chị mới bảo như này, hắn đã chống đối người Việt Nam mình, không cho Việt Nam mình phát triển. Vâng. Cái ngôn ngữ ấy là cây già măng mọc, cây già đi phải đốn đi phải trồng cái khác lên, đấy là cái nguyên tắc. Nhưng mà anh đang chống đối khi nhà nước người ta ngừng lại, người ta không muốn ấy nữa, người ta ngừng lại để dân người ta lên tiếng nhiều quá, đến sau là cây nó đổ xuống. Thì chị bảo thế này, bây giờ chị mới bảo là chính quyền như này này, nếu như mà đứa nào bây giờ chính quyền dưới đây là cây, đứa nào mà nó bảo là nó yêu cây xanh mà anh ra ôm cây xanh à, tôi làm cái giấy ở đây này, cái cây này nếu ví dụ đổ mà chặt chết người hay là đổ hỏng xe người ta, anh chịu hoàn toàn trách nhiệm, anh ký vào đây tôi không chặt nữa. Còn nó có dám ký không, mười đời Không nhà nó dám đâu. còn dựa vào cái mẹ con nhà con cấn thì theo cái con cave, hai đứa đẻ hai đứa con không biết bố ở đâu ấy, Vâng. cái bọn chặt dẹo nó đi 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 làm cave cho thằng Vũ Quang Thuận. Thằng Vũ Quang Thuận nó bảo là nó là nó bên quân đội theo nó hết, bây giờ đang ngồi ông tù kìa, quân đội đâu Đúng rồi. ăn trật ăn phục tục nó phết. Cho nên chỉ bảo là không biết làm sao nó khéo mà nó tìm được cái bọn là đầu trộm đi cướp là đi làm con rối cho nó. Người dân Việt Nam không, bây giờ là hắn như này này, bây giờ nó không đi biểu tình được nữa, cảnh sát nó quét dân nó đánh, nó đi chống những người thi hành công vụ, ví dụ công an đấy và mà chống Bôi nhọ đấy, đấy ra giao thông đấy, cãi nhau với giao thông để đánh nhau đấy. với giao thông đó, nó thách thức giao thông là mày cả cởi quần áo ra đánh nhau với anh, rồi anh cãi nhau rồi anh kêu cha kêu mẹ anh ra đi đánh nhau. Cái trường hợp đấy thì hiện nay đang nổi cộm đấy. Chúng nó Đấy đang tập trung vào các lực lượng vũ trang. đấy Chủ anh yếu cãi là chúng nó bôi nhọ. nhau với lại cái Đang viết. thằng Dũng Vô Ba là anh làm clip đó, anh tấn công vào 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 bộ máy chính quyền. Anh bảo là ông Phúc với ông Trọng với lại ông mấy mấy cái người bốn người cầm đầu đấy, bà Nguyễn Thị Ngân đấy, Vâng. anh bảo là phải san quyền cho nó, mà không san quyền cho nó là nguy hiểm Thằng nguy hiểm. Bảo thằng đấy là thằng Dũng Vô Va đấy, bọn em đặt cho nó biệt danh là Dũng Vu Vạ cho và nên là Dũng cái thằng này là nó chắc là nó chán sống rồi, cho nên là anh mới dám nói những các cái câu như thế. như cách đây là khoảng hồi giữa năm ngoái thì bọn em có chơi ở tượng đài Lý Thái Tổ thì là cũng có hẹn gọi là nhà dâm chủ quậy dâm 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 chủ chị ạ Nguyễn Lân Thắng thì không thấy thằng súc vật đấy nó ra thế thì nó lại xong rồi nó lên mạng nó bảo là cái gì nó chấp 100 an ninh nọ kia thế thì chào Lưu Bình đại ca nhá. Thế là bảo là thôi thì mày chấp 100 an ninh thì mày giỏi rồi, thôi mày chấp vì mỗi mình tao đấy. Thế là nó không dám ra. Nó không Chị dám ra, thằng mất dạy. này, nếu như Việt Nam mình ấy mà không tỉnh táo đấy, Vâng. anh tay mà đi ra đường mà nhìn thấy cái bọn mà anh chưa đánh cảnh sát cái như này á, nó làm như này á, mình không giúp cảnh sát đấy là nước Việt Nam mình trở thành nước IS thứ hai, là anh gây rối à, gây rối rồi anh dần hôm nay nó làm một tí ngày mai làm tí thành nên mình là, sau này là chiến tranh.
Đây, cho nên là chị mới bảo người dân ấy đi ra đường mà nhìn thấy cái bọn mà đứng lên gây lộn với công an ấy, mà Vâng. một đứa đi đi đi, đi thách thức công an đánh nhau, chỉ có dân mới trị được thôi. Dân trị dân là có chất lượng, chứ công an bây giờ cứ đánh nè, đứa nào công an bây giờ nó không có võ, nó đánh bảo vệ đây, nhưng mà cái nghề của nó không được làm như thế. Trường hợp ví dụ cướp thì anh có thể đánh được, nhưng mà dân bình thường Vâng. dối như thế là anh được. Nên là có dân trị dân với có chất lượng. Bây giờ ví dụ như là em đi ngược đường em thấy cái thằng kia anh quay phim anh cãi nhau với cảnh sát, anh đi đánh cậu kia, em lại em vả cho nó vài cái, người ngoài đời người ta nói thì em bảo nó sai rồi, anh còn cố tình anh cãi người ta người ở trên mạng người ta xem được, ví dụ người nọ thì người ta sẽ nói là em là người anh hùng biết là bộ thì Không, cái trường hợp mà ví dụ như là thực ra thì nếu mà nó là cờ vàng mà nó như thế thì mình cũng có quyền can thiệp thôi, còn đôi khi thì có những cái chuyện nó phức tạp, nó liên quan luật pháp thì cái đấy thì nó chị em mình cũng khó hiểu vấn đề đấy. Thì thứ hai cái là vấn đề thằng bây giờ cái bọn phản động mới thành lập cái như này, Đức Chúa Trời à vâng, đúng à, rồi, cái đấy là rất nổi cộm. cái nước mà uống mất trí nhớ đấy, với lại cái thuốc Vâng. mà ngáo đá đấy, mất trí nhớ não này, ngáo đá cái bọn này nó cho uống cái đấy, đấy là bây giờ người là mất chẳng biết cái gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đấy, rồi là ngáo là như thằng ngáo đá cái kiểu như thế, Vâng. là nó lừa là nó sai, làm cái gì là phải làm cho nó cái đấy, về bán có người phải bán nhà bán đất đi để mang tiền cho nó. Cho nên là bây Rất nguy cổng hiểm. cảnh sát vừa rồi đến bắt hết rồi. Bây giờ là cái bọn phản động này là tìm đủ cách đến hại dân mình, cho nên mình phải không không giật chúng nó là dân mình chết, không phải chuyện đơn giản đâu. Cái vấn đề mà về hội cái gọi là hội Thánh Đức Chúa Trời hay là cái gọi là nó tương tự như thế thì theo em nghĩ thì là vấn đề pháp luật là hiện nay là đang chậm chân. Chậm chân, chị công nhận không? Chuyện chậm chân. Nếu mà vào vào em thì nói chung là không hiểu luật pháp mấy, nhưng mà nếu mà vào tay em thì em cứ dẹp hết. Địa phương nào ra cái địa phương đấy, ví dụ như là tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn hoặc là thành phố Hà Nội chẳng hạn, đấy tôi giao cho các anh giải quyết đấy, giải quyết xong rồi mỗi nơi thì giải quyết từ cấp huyện hay cấp xã cấp phường, mình cứ giải quyết triệt để từng cái khu vực một thì nó sẽ dễ thôi. Vừa Thế rồi hơn nữa rằng là ở Thanh Hóa hiện nay đấy, là mình phải tuyên truyền rất chi là nhiều về cái vấn đề này nữa. ở Thanh Hóa để nó công an nó bắt 2 xe ở khu Thanh Hóa ấy. Còn ở trên Triệu Xuân ấy, là nó bắt cái thằng cầm đầu, bắt là dân nó đánh vô chảy máu mặt máu mũi ra, cái thằng mà Đức Chúa Trời gì mà lại đi ngủ với gái rồi ôm đi con người ta cái vú rồi là như bà uống sữa rồi đây là lại còn chụp mạng này, Chúa Trời gì cái Chúa Trời đấy, cho nên là hát đây này nó không lấy người già đâu, này đi đi tuyển cái bọn học sinh cơ, có phải là cái Thì bọn dịch vọng của em không? hầu hết là những cái trường hợp lừa đảo đấy thì là chủ yếu, chị có thừa nhận rằng là nó chủ yếu là lừa những phụ nữ này, rồi là những cái học sinh sinh viên nữ này, rồi là tất nhiên là cũng có học sinh sinh viên nam, nhưng mà những người thanh niên mà ngoài 20 hoặc là 30 gì đấy là chúng nó không dám làm, bởi vì người ta hiện nay thì cái mạng xã hội nó cũng phát triển rồi, là người ta cũng xem được nhiều rồi. Thế nhưng còn sinh viên thì nhiều khi người ta tò mò, các bạn trẻ là tò mò rồi là muốn thể hiện mình, như là muốn em nghĩ rằng là đàn đúm kiểu như thế thì nó mới dễ dẫn dắt. Đấy. Chị chỉ thấy nó nói là dân oan dân chủ, chị cũng và chị bảo đây này chẳng có cái dân oan dân chủ nào ạ, chẳng qua chỉ đặt như thế để lấy cái câu chuyện. Còn cái như này này, có những cái ông mà cựu chiến binh mà đi bộ đội về có 6 7 người đi theo bọn đấy đấy, Vừa rồi đấy hả chị? Vừa rồi hô hào đấy. mà nó ra nó ngoài đường nó còn hô khẩu hiệu là phải lật đổ Đảng Cộng sản đấy, Đảng Cộng sản không thể được nắm quyền đấy, thằng thằng con nhà cấn thì theo ta dẫn đi với một cái ông cựu chiến binh đeo hai cái cầu hai cái huân chương này này ra theo này, chị bảo đi Vâng này, vâng. chị bảo ông mà đi này, ông là một cựu chiến binh, ông cầm súng ông bắn ở bên kia, bây giờ ông về hưu rồi, tôi không hiểu là cái đầu óc của ông như nào mà ông mở miệng ông nói cái câu đấy. Cái thứ nhất này, người dân chúng tôi hàng tháng phải đóng tiền cho ông ăn hàng tháng nha. Cái thứ hai, nhà nước làm nhà cho ông ở, ông còn không mãn nguyện cái chỗ nào, nếu ông không mãn nguyện được ông trả nhà trả cái tiền lương nữa cho nhà nước đi, rồi ông đi theo cái bọn mà đi biểu tình nha.
con thằng cái thằng Dũng cho ôm đấy, cái thằng Dũng cho ôm nó bảo này này, bây giờ nó không muốn đóng thuế nữa, nó xin ra từ ra ra khỏi xã hội. Nếu mà mày cảm thấy từ ra khỏi xã hội chỉ có xuống âm phủ, chứ còn mày còn sống ở trên cái đời này ngày nào mày phải đóng thuế, mày đi, đi chợ mày gửi xe mày phải mất tiền, mày sống ở trên cái đất nước người ta mày bảo mày không đóng thuế, ai bảo vệ cho mày? Ai bảo đúng rồi, cái thằng đấy thì là ngày xưa đã từng dính mấy cái tiền án tiền sự rồi, nó cầm điếu cày nó đã đánh đồng nghiệp của nó ở bến xe. Một lần thì em có gặp thằng súc vật đấy ở chỗ từ này Lý Thái Tổ, thì nó lại nói với em là việc chúng tôi làm không liên quan đến anh. Thế em mới bảo nó bảo là nhưng mà việc anh làm nó lại ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến người dân, mà ảnh hưởng người dân là ảnh hưởng đến tôi. Thế về sau là bọn nó cứ cản cản, cuối cùng là chúng nó lên xe đi. Cái định mấy năm rồi, hồi nó cũng còn đi con Pilcher xanh nữa chị ạ. Sau chị thì không khôn hơn em đâu, nhưng mà hắn mà nói câu đấy thì bọn em phải trả lời thế này: cái đất nước Việt Nam này là của dân Việt Nam, chúng tôi giải phóng là của chúng tôi, còn các anh muốn quấy nhiễu các đi sang nước khác mà quấy nhiễu, còn đây cái chúng tôi giải phóng là của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, luôn là còn không liên quan, là không liên quan thế nào ông bố mẹ ở cha ông tôi chết vì ai, tại vì cái đất nước này nó lý sự cồn thì nó thế mà. Nên thằng vừa rồi đến nó mới đánh vô gãy hai cái răng cửa cái thằng Dũng vô vạ, cái thằng Dũng kiểu. Vâng đúng rồi, bị chủ quán nước với cả một số người nữa làm cho một cú Lô Sơn ở mồm gãy cái răng cửa. Hiện nay là có một cái con người Hà Nội, cái con nhỏ nhỏ mà ngày xưa mà hay lắm mồm chửi cái này, ngày xưa biểu tình Trung Quốc đấy, nhỏ nhỏ bây giờ lớn rồi. Nó nói về cái chuyện Đảng Cộng sản giải tán với lại những cái ngôi mộ của những cái người ông to bà lớn ấy là tiền tính tiền tỷ tiền mấy trăm. Mày bộ mày bảo bố mày đi ra đi làm lãnh đạo người ta đi rồi mà lấy cái ngôi mộ mấy triệu mấy trăm đây, mày đã làm được gì cho tổ quốc, làm được gì cho đất nước mà mày mấy con nhóc con này cái cuốc như cái cày chưa mà mày dám mở miệng nói câu mày, tao nói mày ra đường tao nhìn thấy mày tao vã cho mày mất mã đi chứ mày mô láo. Người ta có công với nhà nước thì nhân dân người ta mới phải đóng để làm cho người ta cái ngôi mộ đàng hoàng. Người ta sống phải cho người ta đàng hoàng, người ta chết phải cho người ta đàng hoàng. Đấy là những cái người quốc công ấy, đất nước. Mày cầm quân, mày lãnh đạo được đánh đuổi được giặc đi không? Người ta cầm quân, người ta đánh đuổi được giặc cho nên người ta mới được như thế. Đấy là cái nền vinh dự của người ta. Bố lão có tiếc cái con ranh con mới có mười mấy tuổi đầu. Ngày xưa là hôm nay đi học bố theo mẹ nó mà cái con lắm, còn ta chết con ấy. Em đi xem biểu tình chống Trung Quốc ngày xưa đấy. Con nỗi nhỏ nhỏ mà nay chửi đấy. Con này rất bố láo, ngày xưa nhỏ nhỏ còn dẫn lên cái cờ Việt Nam mình nha. Nên chị mới bảo là tao chỉ mong gặp được mày, tao gặp được mày là tao ngắt lưỡi, tao nói cho mày biết. Còn sống đất có thổ công, không có hợp bán, mày không có thể mày dẫm đạp lên những cái người mà người ta nằm xuống. Nhà tao nó chết 7-8 người là người ta nằm xuống vì con em người ta. Chúng mày sống cái khi mà mấy hai nó bỏ đi, giặc nó chơi như châm lại đấy, chúng mày đang ở đâu? Chúng mày đang chui ở dưới hầm mà, chúng mày đi sơ tán. Chúng mày nói bố láo bố tiết. Vâng. Thế chị bây giờ đang ở bên Đài Loan à? Hay ở đâu? Chị đang về bên Đài Loan. À thế à. Em thì kết bạn với chị cũng một thời gian rồi, nhưng hôm nay chị em mình mới có dịp nói chuyện. Phải nói là em thấy chị nói chuyện rất chị là hay. Đúng rồi. Thì có dịp thì chị em mình khi nào ấy, chị ở chỗ nào, tỉnh nào chị nhỉ? Ngoài Bắc này chị ở tỉnh nào, giọng chị ngoài Bắc đúng không? Chị ở Bắc Giang, Tân Yên Bắc Giang. À chị Bắc Giang à? Bắc Giang thế là cùng đồng hương với cả chị Bích Lê rồi. Bích Lê Bắc Giang đấy. Rồi là em cũng có một số bạn cờ đỏ ở Bắc Giang mà. Thằng cu em Hùng. Cờ đỏ đấy là hắn có một cái khúc mắc bây giờ là Việt Vision nó đang chìm xuống, nó vẫn hoạt động nhưng mà lại khá là nó chìm. Chứ còn nó cái cũng vì cái chuyện nọ chuyện kia rồi cãi chửi nhau ở trên mạng không đâu ở đâu. Chính cái đội cờ đỏ cãi nhau như thế này, cái bọn phản động nó cái cơ hội để nhập vào đến đi ra gây rối với cảnh sát. Thực chất ra thì cái việc Việt Vision đấy thì ngày bây giờ thì nó cái nhóm đấy ngày xưa rất chỉ là hay, nhưng bây giờ đã chia ra làm mấy cái phe rồi.
chia ra làm mấy phe rồi thì thực ra thì em rất chi là tiếc một cái nhóm ngày xưa đã từng đoàn kết, mà từ cái thời điểm mà dàn khoan HD 981 là Việt Vision rất chi là nổi tiếng, mà họ có những cái clip rất chi là hay, giải độc rất thông tin rất hay, mà chịu khó tìm tòi những cái nhân vật để làm nhân chứng lịch sử rất hay. Thế nhưng mà ngày nay thì rất chi là tiếc, mà đặc biệt là em rất bức xúc với cả cái ông Trần Nhật Quang kìa. Ông Trần Nhật Quang, em không nói là ông ấy chở cò, em không nói là ông ủng hộ VSK ra sao, nhưng mà thực sự ra ông ấy có những cái phát ngôn đau lòng hàng triệu trái tim người Việt. Em khẳng định là như thế. Bởi vì bố em cũng là cựu chiến binh, cũng đã từng đánh Đông Dập Bắc, rồi là cũng tham gia giải phóng Sài Gòn, rồi là cũng thương tật nọ kia. Bố em đánh trận Đắc Tô 568 là bị thương nặng. Sau đấy ông tái ngũ thì tiếp tục vào giải phóng miền Nam. Thì bây giờ ông Trần Nhật Quang ông nói như thế. Thực ra hôm bố em xem clip của ông Trần Nhật Quang, ông nói bố em rất chi là bức xúc. Bố em bảo là bố em có tuổi rồi thì không biết sử dụng mạng xã hội. Bố em bảo là máy bật cho tao để tao chửi cái thằng cái thằng người bé tí này. Đấy, bố em bảo thế. Em bảo là thôi bố có tuổi rồi. Bởi vì bố em bảo là ngụy thì mãi mãi nó là ngụy. Kể cả nó có thay đổi cái gì đi chăng nữa thì nó chỉ là thay đổi bây giờ, còn bản chất của nó vẫn là ngụy. Chứ còn ngụy nó không thể nào là cái khác được. Nên bố em rất chi là bức xúc cái chuyện đấy. Cái nói về ngụy ấy thì thực sự là cái câu nói ấy, là mỗi người hay là mỗi khác. Nhưng mà cái danh từ ngụy là hắn có từ cái thời mà cái bọn này Mỹ nó mới dựng lên kìa. Bởi ngụy là như thế này, vâng. Này cái ngụy ấy, cái từ ngụy là như này, là nó mặc quần áo ngụy chết thay cho xác thằng Mỹ. Quyền là nó không có quyền lực, là thằng Mỹ nó nắm quyền hết, cho nên người ta mới gọi là đặt cho nó là ngụy quân ngụy quyền. Đó, ngụy là mặc quần áo của ngụy, là cái bản chất là người thì người Việt Nam, nhưng mà tráng gai tráng lên cái bộ ngụy của thằng Mỹ. Rồi là quyền thì nó không có cái gì đó. Khi ra cái gì đây, đại hội Chilaver đây, nó có được ra đâu, toàn là thằng Mỹ nó ra đại hội hết thì nó đâu có được ra. Đúng rồi. Bây giờ chỉ cứ nói về cái chỗ mà nó nói là người Việt Nam xuất khẩu hàng, người Việt Nam mình xuất khẩu người. Chỉ nói cho cái bọn này biết này. Như lẽ nói là thanh niên Việt Nam mình bây giờ chỉ có đi làm thuê. Chị nói không biết là hắn mở miệng hắn nói mà hắn xong mà hắn ngu ấy. Cho nên chị đặt cho nó là chúng mày hơn con chó mà đôi đũa. Vì thế này, con người sinh và lớn lên mà chỉ có ăn phải làm, tay làm ăn, tay qua miệng trễ. Bây giờ chị mới nói với hắn hôm bữa trước chị lên cái mạng với cái con ở bên đấy, hắn xin vào chị cho hắn vào cho mày này. Thế cái bọn hải ngoại chúng mày ở bên đấy, chúng mày có đi làm không? Hay là chỉ ăn ở nhà rồi là trên trời nó rớt xuống, mưa đá trên trời rớt xuống à? Hay là gì? Nó bảo thì cũng phải đi làm. Thế sao chúng mày lại bảo là cộng sản, thanh niên cộng sản chúng ta là bây giờ toàn đi làm thuê? Thế chúng mày bên đi làm mướn à? Rồi là bây giờ tao bảo mày nha, mày bảo là cái bọn ở bên mày đấy bảo là Việt Nam chúng tao xuất khẩu người. Người ta xuất khẩu hàng, chúng mày xuất khẩu người. Nước nào cũng có xuất khẩu người, xuất khẩu đi lao động. Tức là như nào? Ở Việt Nam nó chưa người nhiều, người ta phải xuất khẩu đi lao động nước ngoài. Khác nhiều hơn Việt Nam, nhưng mà mình Việt Nam đâu. Cho nên tao mới nói mày, người Mỹ cũng xuất khẩu vào Việt Nam có. Người Mỹ bây giờ lấy vợ ở Việt Nam rất là nhiều, người ta sợ ở nước Mỹ chiến tranh, người ta sợ. Người ta ở Việt Nam rất là nhiều. Thế nên nói mày là cái loại tùn rồi, không được ăn đạp đổ. Cho nên là chúng mày bà ăn mà nói. Còn chúng tao đi lao động này, chúng mày nói là chúng tao đi lao động này mang tiền về cho chính phủ, cái đấy không có bao giờ. Chúng tao đi lao động nhà nước cho vay tiền, làm được tiền mang về trả nhà nước, xong rồi còn mình làm của mình là mình dùng. Chứ chúng mày bảo làm sao chúng ta mang tiền về cho nhà nước, ăn nói bố láo. Cái thứ hai nữa là trường hợp chúng ta có tiền thì chúng ta làm ông chủ, mà chúng ta nghèo đói cũng do chúng mày gây ra. Với những gây chúng người ta chiến tranh có 50 năm, chúng ta chiến tranh 30 năm, chúng ta để đâu rồi lấy đâu ra của cải? Còn đâu nhà chúng mày bỏ nhà chúng mày đi đấy, thì cái nước Việt Nam có khác gì là một cái bổ luồn của bùn đấy, máy bay rồi B5 bom rồi săn bằng hết rồi, còn gì nữa? Bởi vì chúng ta phải đi săn lấp hết chỗ nọ, đi săn lấp cái chỗ kia. Bây giờ với nhà đất nước với tồn tại một tí là chúng mày chọc gại chỗ kia, chúng mày nói là Việt là cộng sản Việt Nam nghèo, chúng ta nghèo, chúng ta chúng mày đã gửi về chúng ta hào nào, mà chúng mày lại bảo là từ nay rồi đi không gửi tiền về cho cộng sản. Mày gửi tiền về cho cộng sản vào đâu?
Mày làm được tiền mày gửi về cho cha cho mẹ mày ăn như gửi tiền cho cộng sản bao giờ chứ đúng mày rồi.